sân trắng này á, một cái loại quý hiếm nhất trên đời. Yeah. Vì cái đồ này là cái đồ mà gọi là tôi sưu tập bao năm gầy dựng mà giữ lại để mình cho có cái nét văn hóa của Việt Nam. Yeah. Trong này đồ Huế thì nhiều, gọi là lơ đồ Huế đó. Yeah. Tôi thích lắm. Đây là bốn cái bình này là của Nhật Bản. Nhật Bản mà cũng hiếm. Bao nhiêu năm chú? Cũng thế kỷ 18. Rồi những cái chân đèn nữa này cũng rất đẹp chú. Chính con rồng các bạn, đúng rồi. Tôi thấy rất là cửu long. Cửu long là thể hiện cho 9 tỉnh miền Tây Nam Bộ. Dạ. Tất cả đều chạm chọn rất là công phu. Cái này nó có niên đại khoảng năm nào vậy? Khải Định. Khải Định. Dạ. 1900. Của công tử Bạc Liêu đó nha. Cái này á chính gốc là của nhà công tử Bạc Liêu á. Hiện luôn ha chú. Thật mà luôn. Xe lên chào các bạn. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi thăm kho đồ cổ của ông vua đồ cổ Sài Gòn ha. Đây, chúng tôi đã tới địa chỉ số 304 Trần Hưng Đạo, nơi mà chú Hoàng Văn Cường có một cái kho đồ cổ ngay tại đây. Chào chú. Dạ. Mọi người rất là vui gặp lại chú. Hôm nay cũng được may mắn là đến đây để mà chú sẽ cho tham quan cái tiếp tục cái khu trưng bày đồ cổ của mình. Dạ đây các bạn. Dạ, con mời chú giới thiệu với mọi người về cái khu trưng bày của mình tại đường Trần Đạo ạ. Cái này bây giờ rất hợp thời bây giờ. Dạ. Là mọi giới, mọi người, tầng lớp trong xã hội ai cũng mong muốn là có những giây phút thư giãn. Dạ. Họ thích những cái trà đạo, họ thích những cái cà phê. Ở cái bộ phận này là tôi sưu tập một số hình ảnh, những cái ấm trà. Dạ. Theo kiểu cách xưa và nay đó, những cái đồ, những cái đồ mà cổ đó, rất nhiều đó, rất đẹp và nhiều kiểu rất là phong phú. Yeah. Mà thấy các bạn thấy từ xưa đến nay chỉ có những cái ấm trà như thế này. Yeah. Đây những cái vật rất là quý giá mà chú được đang được chú Cường trưng bày. Ồ có cái này đẹp quá chú ơi. Cái này có hình trạm con rồng quá tinh vi luôn nè, chú có thể giới thiệu cho mọi người biết cái này không chú ạ? Đây là cái ấm này của Nhật. Dạ. Thời Nhật Bản. Tàu có, Việt Nam có. Dạ. Những cái đồ mà chúng tôi có những kiểu dáng rất là lắm lắm. Cái này giống như một chiếc thuyền hả chú ha? Cái bên trong đẹp lắm. Cái tủ này gì đẹp? Để rượu. Trưng bày để rượu. Thưa chú, cái tủ này là nó có niên đại là bao nhiêu năm rồi chú? Và nó đóng bằng cái gỗ gì chú? 150 năm rồi. Dạ. Cái gỗ bù ở Huế đó. Gỗ gì chú? Gỗ bù. Gỗ gụ hả chú? Bù. Cây gụ hả chú? Bù. Dạ. Cái gõ. Dạ dạ dạ. Đây là để mà người ta trưng bày rượu hả chú? Ừ. Ở phía trên con thấy có hai cái bình. Hai bình đó đẹp. Dạ. Thời Khang Hy luôn hả chú? Dạ. Dạ dạ. Dạ, chú giới thiệu cho con, mời chú ngồi cái ghế và chú giới thiệu cho con về cái bộ này. Bộ gỗ của cắt. Dạ. Đẹp lắm. Mặt đá này là hiếm. Gỗ của cắt mà làm mặt đá này là rất hiếm. Cái này hay chú hả? Cái này là gọi là vừa là Việt Nam mà vừa của Tàu. Dạ. Hai cái mix nhau, vừa hai nước Trung Hoa và Việt Nam. Dạ. Dấu dáng này là hiếm. Đây còn nó một bộ nó là bốn cái hả chú hả? Hai cái nó chạm chỗ hai bên đó là cái cây gì vậy thưa chú? Là người ta chạm theo bốn mùa đó.
xuân hạ thu đông đó chú. Cái này cúc nè chú. Mai. Mai lan cúc trúc nè chú hả? Mai lan tùng trúc. Mai lan tùng trúc. Quá tuyệt vời các bạn. Đấy là một cái sập gụ người Bắc, người Huế thường trưng bày là sập gụ và củ chè. Gỗ gụ luôn hả chú? Không, gỗ trắc. Gỗ trắc. Dạ, đây cái sập này là gỗ trắc. Cái sập mà cũng là để cho vua chúa sử dụng hả chú? Ừ, đúng rồi. Quá đẹp. Dạ, cái này nó có niên đại bao nhiêu năm vậy chú ạ? À? Thế kỷ 19. Thế kỷ 19, bây giờ thế kỷ 21 rồi, đã 2 thế kỷ rồi. Cũng gần 200 năm hả chú ha? 200 năm rồi. Chú ơi, cái này nó khắc tinh vi quá, cái gì nè chú? Cái hình gì tam chú? Tam sư. Tam sư. Ba con lân, nó giỡn với quả cầu, tam sư hí cầu. Dạ. Vừa gỗ mà vừa cẩn sa cừ, đẹp lắm. Dạ. Cái này phải nói là mỹ nghệ Huế đó. Dạ. Rồi, con mời chú có cái bộ chiếc mặt con lên, có cái bộ hình dáng quá đẹp. Quay cái dàn bên này thôi. Dạ. Ủa, ghế này nhìn nó đẹp quá thôi. Đẹp hả? Đẹp quá đẹp. Sơn son thế bằng. Cái này mới đặc biệt này. Cái này mới đặc biệt này. Đây. Cái này là gọi là của công tử Bạc Liêu đó nha. Cái này á chính gốc là của nhà công tử Bạc Liêu á. Thiệt luôn hả chú? Ờ, thật mà luôn. Có nghĩa là cái ghế này là nó xuất xứ từ gia đình của công tử Bạc Liêu. Đúng. Ồ. Có vậy ạ. Nó cái tên của nó là cái gì chú? Cái này ghế là phô tơi, cái ghế phô tơi để nằm đọc báo. Là nhiều lúc già thì nằm thẳng lưng ra được mà automatic. Không cần phải vặn lên vặn xuống mà nằm lên đó. Chú có thể ngồi lên cái ghế mà cho con hỏi thăm xíu về cái ghế đặc biệt này ạ. À. Đây quý vị ạ, à, theo như chú Hoàng Văn Cường, ông vua đồ cổ của Sài Gòn, của cả nước Việt Nam mình luôn á, thì đây là cái ghế của gia đình công tử Bạc Liêu. À đây, thì thưa chú cho mọi người được biết rằng cơ duyên nào mà chú được sở hữu được cái ghế vô cùng đặc biệt này không chú ạ? À? Những năm tháng chiến tranh, tôi đi sưu tầm và mua những nơi trôi nổi chín tỉnh miền Tây Nam Bộ. Vô tình tôi đi thì gặp một cái nhà dân mà tôi thấy cái nhà đó sao tôi không dám vào. Vì đồ nhiều quá, quan quyền nhiều quá, tiền bạc nhiều quá, mình không dám tới hỏi. Nhưng mà cơ duyên là đưa mình tới vì quen một ông bạn, họ quen biết được cái nhà đó. Ngày hôm sau tôi đến thì tôi hỏi có giao lưu không, có bán giùm cho tôi không. Họ nói không, đồ nhà dùng không có bán. Sau khi tôi gặp ông chủ nhà thì tôi trao đổi, thì ông nói tôi không có bán, mà tôi không ham tiền để mà bán. Anh có cái đồ gì mà tôi vừa ý thì tôi đổi cho anh, thì sau này mình cũng đổi cho ông là một cái sập với một cái tủ trà. Lấy cái ghế này một cái sập với cái tủ hai món đồ cổ mà chú để chú đổi cái một cái ghế này thôi ha chú. Đồ này quý mà. Tôi biết quý lắm. Đồ này xuất xứ từ gia đình của công tử Bạc Liêu. Quý lắm. Đây quý vị các bạn ạ, chúng ta đang tận mắt chứng kiến một cái chiếc ghế do chú Hoàng Văn Cường đang sở hữu. Đây là người sưu tầm đồ cổ nhiều nhất của Việt Nam mình ở thời điểm này. Và chú vừa cho chúng ta một cái thông tin vô cùng lý thú, cũng như là tận mắt chứng kiến cái ghế bằng gỗ của gia đình công tử Bạc Liêu. Ngày mà xưa, đặc biệt cái thời điểm đó mình làm được automatic này, tự động vậy đó. Tự động luôn, đúng rồi. Quá hay, quá tuyệt vời, bằng gỗ, tất cả đều bằng gỗ hết. Mà nó là cái ghế để nằm mà cũng ngồi luôn, tự động hết. Đây là cái ghế của gia đình công tử Bạc Liêu. Hiện nay nó đang nằm ngay giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, trên đường Trần Hưng Đạo, và là sở hữu của ông vua đồ cổ Hoàng Văn Cường. Chúng ta hãy tận mắt chứng kiến ha, cái chiếc ghế này có 102, cái sự chạm trổ vô cùng
công phu và chú Hoàng Văn Cường là người sử dụng đang sở hữu cái chiếc ghế này. Xin chúc mừng chú cũng như là chúc mừng mọi người đã được tận mắt chứng kiến qua kênh YouTube Lê Thanh Thiện. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm những cái gì độc lạ nhất khắp mọi miền đất nước để mà phục vụ đem đến cho mọi người những cái giây phút giải trí thật là thoải mái. Chú nói thưa bác, các bạn nghe đài và chí hữu, đây là hai chú cháu tôi đã đi 3 căn này rồi, 64 đồng và 25 bùi viện. Bây giờ 304 của Trần Hưng Đạo là 3 căn rồi, còn 2 căn nữa, 1 căn Quận 7 và căn Nguyễn Thị Minh Khai là quận 3. Bây giờ quá mệt, nóng mệt quá. Chú Cường hẹn là chúng ta trong những cái tập tiếp theo thì cái gì cũng vậy, càng bí mật và sau đó là bùng nổ khám phá thì nó càng hấp dẫn hơn. Thì chú có thể bật mí một xíu cho những cái người mà rất là đang mến mộ cái kênh YouTube Lê Thanh Thiện cũng như là quan tâm đặc biệt đến cái kho đồ cổ của chú, những cái bí mật của hai nơi mà mọi người sẽ được xem khi mà chú tiếp tục cho mọi người đến như thế nào? Mọi người xem thì từ coi như là lầm từ cái nhiều cái nhiều và nó khác nhau. Vì cái kho, cái bộ sưu tập của tôi, kho của đồ cổ của tôi á, là tôi mua không có cái nào được cái nào hết á. Mà thiên hạ vô đối. Thiên hạ không có cái người thứ hai có. Thì đồ của tôi là đồ mà chọn lọc 55 năm nay rồi. Chú ơi, thì con rất là cảm ơn chú đã giúp cho con có một cái cơ hội được đưa đến cho tất cả mọi người những cái mà con bảo đảm là chắc chắn là không phải ai muốn đều cũng được thấy được hết. Đó là cái cơ duyên mà con đang được hưởng. Con có một câu hỏi này con cũng muốn hỏi chú, nếu mà được thì chú ấy thì con nghe nói là chú là con rể của nghệ sĩ Thành Được, có đúng không thưa chú? Ồ, cái điều đó là đáng nói lắm. Thì ông Thành Được là ông già vợ của tôi á. Vậy là đúng là, rồi, chú là con rể rồi. Là vua cải lương, vua không ngang. Dạ. Rồi nghĩa phụ của tôi á là Tấn Tài, là Tấn hoàng Tài. Đế Dĩ Nhựa. Nhà chúng tôi được cái phước lớn, ba đời có ba ông vua. Dạ. Một ông vua không ngai là Thành Được, nghệ sĩ Thành Được là cải lương. Dạ. Và nghệ sĩ Tấn Tài là bố của Tấn Beo và Tấn Bo. Dạ. Là hoàng đế Dĩ Nhựa. Dạ. Tôi là vua đồ cổ. Thành thử quý vị thấy là lắm lắm cái. Dạ. Nhà tôi cái được cái phước lớn và cái phúc lớn. Dạ. Thành thử tập trung được ba tài danh của đất nước Việt Nam. Dạ, vậy là chúng ta đã được nghe những cái lời vàng ngọc của chú Cường, vợ của chú, có nghĩa là con gái của nghệ sĩ Thành Được, một người nghệ sĩ cực kỳ nổi tiếng hiện giờ đang định cư nước ngoài. Dạ, thì nghệ sĩ đó cũng hay có hay về Việt Nam mình không? Thỉnh thoảng Tết thì thường thường dịp Tết thì ba tôi có về thăm. Dạ, vậy mọi người cũng rất là mong muốn một cái dịp Tết này nếu có thể được thì cũng sẽ đến ghi nhận cái hình ảnh và gia đình mình sum vầy ở ngay cái những cái nơi trưng bày đồ cổ có nghệ sĩ Thành Được. Cũng như là những người thân của chú hai, chú Cường ha. Thì là cái vấn đề nếu mà có cái thiện duyên á. Dạ. Gặp nhau thì vì là cải lương là miền Nam. Dạ. Miền Nam là cải lương là món ăn tinh thần của độc giả. Dạ. Fan của ông nên còn mong đợi ba tôi về đây lắm. Dạ. Nhưng mà con cái ông tuổi già sức yếu, bay đi bay về cũng mệt, nhất là lên máy bay mà vui chờ đợi. Chú với cô có hay qua bên bển thăm ông Thành Được không chú? Chú cách đây 2 năm có qua thăm. Dạ. Có qua thăm. Nghệ sĩ Thành Được năm nay là bao nhiêu tuổi rồi chú? 85 tuổi rồi. 85 tuổi. Nghe các bạn, chúng tôi xin nhắc lại, ông Hoàng đồ cổ, ông vua đồ cổ, ông Hoàng Văn Cường là con rể của nghệ sĩ Thành Được, một diễn viên rất là cực kỳ nổi tiếng, từng đóng chung với nghệ sĩ Thanh Nga và Bạch Tuyết của những năm 70, 80. Dạ, dạ. Dạ rồi, con cảm ơn chú rất là nhiều. Mọi người đang rất là chờ đợi những cái bí mật mà tuyệt vời nhất sắp tới trong những cái mà chú sắp tiết lộ cho mọi người ha chú ha. Đến đây xin cảm ơn chú và xin chào tất cả mọi người. Mong hẹn gặp lại mọi người trong cái chương trình tới.